xin chào các bác anh chị ở gần xa. Hôm nay mình mới nhận cái lô đất này là có cái tổng diện tích là 3 hecta 8. 3 hecta 7 năm cứ tính 3 hecta 7 năm. Cái này là tổng hết là được bao nhiêu cái có cây cà đây anh? Không, bên này của người ta. À, bên này người ta đâu? Ở cái đây, căn nhà này. Đây mình cả giờ không biết có bao nhiêu. Anh đưa cho em đi một vòng xuống cái hồ luôn đi anh. Từ đây ra ngoài đường nhựa là hết bao nhiêu anh? 600 mét. Đường ô tô tới sân luôn. Nhà cửa định cư dài được luôn. Dạ. Được bao nhiêu cây cà, bao nhiêu cây tiêu đây anh? Tiêu cái chủ chết này là gần 1. Dạ, đây là cái chỗ để mà trước mà mình nuôi heo mua đồ hả? Nuôi bò. Dạ. À, cái khu này là khu đây, tiêu đây là tiêu đặc hết rồi. Rồi, ba sầu riêng Thái là gần 30 cây. Còn cái công viên mà mới xuống năm ngoái là mấy cây? Vâng. Một cái cây sầu riêng này nói là 43 cây. Hình vòng đó. Hình vòng. Vừa cà vừa tiêu, vừa sầu riêng hỗn hợp. Mấy ra từ đây ra xả chắc cây rưỡi mấy hả? Đúng 2 cây hả? Ra quốc lộ 14 lại thì chắc cũng 4 cây. À, như thế thì đất trên chiến đất đỏ. À, cho em xuống cái hồ, em quay nguồn nước á. Dài là nó cho nên nó vuông. Không cần, không cần, đi theo đường chính luôn. Ba hết 7 năm trong sổ. Ba hết 7 năm là chắc ăn luôn đấy. Mình là có cái suối một bên luôn không anh? Hay là chỉ hồ? Suối lớn ngoài này. À. Cái hồ này giờ ngày trước cái là nó dùng gì là đắp đập á, vâng. Là mình mới múc bốn hồ này xong rồi xưa đã đắp biết là cảm thấy hết, vâng. Cái nghe dùng gì thì tiếng lành cũng chẳng biết, có để bù sau này nó cao hơn chứ không? Nước thì thoải mái ha. Nước thì bao la, nước cái này thì... là dòng qua là nước này mình xuống dẹp cỏ đi á, mình nuôi có công hết nước luôn. Nước thì không bao giờ sợ. Ủa, cá lớn ha. Cá dù gì thì bao la. Đọc nước luôn. Dạ, tiêu bằng tiêu. À, bên kia là tiêu của mình luôn. À, anh đi một vòng nữa. Cái khu vực dưới này là anh múc mấy cái hồ đây anh? 4 cái hồ. Cái sổ photo bên đây còn có nhà đúng không anh? Sổ công ngân hàng thôi. Nhưng cho em xin cái sổ photo. Photo không có cái nào nhà luôn. Như vậy thì anh phải lên trên ngân hàng lấy cái sổ photo về cho em nha. Chắc đúng luôn đúng không? Đúng luôn, khỏi lo. Cái hồ này cũng là của mình luôn hả anh? Của mình. Bên này cái nó cũng của mình. Này lương to lắm này.
Tổng hết là mình mấy cái hồ anh? Bốn cái hồ. Tiêu bên kia cũng của mình luôn. Đây dành ra đây. Đất này trồng cây ăn trái thì ok. Đại gia này chắc cũng không có thể nào làm vườn hay sao? Chắc thuê công không? Tính làm trong trại con nó không có ở nhà. Suối lớn ngoài này luôn. Đường nào cho em quay cái suối đây.